Bữa nay tôi cũng tiếp tục đi chạy be nữa nè. Ủa mà tính ra ngày nào tôi cũng chạy mà ta. Nói chứ bữa nay cũng chạy như mọi bữa nha. Thì mới sáng sớm tôi không biết ăn cái gì cho dễ nuốt nữa. Chạy dọc đường thấy cái cô kia bán một xe bánh tuổi thơ luôn. Nào là bánh tiêu, bánh da lợn, xôi, bắp hầm. Rồi có bánh xe, bánh xích nữa. Mấy cái bánh này ăn vô chắc không còn cái răng nào luôn quá. Rồi thì tôi mua một cái bánh tiêu, có kèm kẹp vô chung một cái bánh bò nữa. Chàng ơi ta nói ha, kẹp bánh bò vô bánh tiêu ăn kiểu này nó ngon dữ lắm nghe. Hồi lúc còn ở dưới quê mà còn đi học á, là buổi sáng ngày nào tôi cũng mua vậy tôi ăn hết trơn. Rồi thì tôi vừa ăn sáng xong làm thằng Tài không thôi đẻ đổ cho tôi luôn. Ăn xong cái bánh tiêu kẹp cái bánh bò uống một ngụm nước. Mở điện thoại lên bật app là nổ cuốc liền luôn. Nổ cái cuốc này là cái cuốc đầu tiên của ngày hôm nay của tôi luôn đó. Quá trời vui luôn rồi. Dẹp đồ lỡ nón lên giọt liền nè. Đạp xe hiện hiện liền. Lên xe chạy nha mọi người. Nói chứ có cuốc là vui dữ lắm. Chạy ghiết ghiết lại rước người ta. Rồi chở người ta đi đến chỗ đến nơi đến chốn. Xong rồi là lụm lúa thôi. Thấy ghê không? Đang chạy xe mà giờ về tới nhà luôn rồi nè. Nói chung á là tôi quay cái cảnh khúc đầu cho mọi người coi thôi. Còn cái cảnh mà chở khách á là tôi không có dám quay luôn. Cái thứ nhất á mọi người là sợ làm phiền người ta. Còn cái thứ hai á là rất nguy hiểm. Kiểu như mình chở khách á là mình phải tập trung để mình chạy. Chứ không có lo cái vụ quay clip được. Còn lúc nào mà đi giao đòn hoặc là giao food là tôi sẽ quay lại cho mọi người xem sao nha. Rồi bây giờ cũng đi chạy xe về rồi đó. Về tới nhà lục tủ lạnh có cái gì không, đem ra nấu cơm ăn nha. Thì lục lục ở trong tủ lạnh còn được hai cái đùi gà, đem ra rửa cho nó thật là sạch rồi khứa khứa nha mọi người. Rồi đem đi tẩm ớt, rồi mình cho vô đùi gà một xíu tỏi băm, tí xíu đường, một tí xíu bột ngọt với một tí xíu nước mắm và thêm một chút xíu tiêu cho thơm thơm cay cay. Cuối cùng á là cho cái mớ sả băm vô nha. Hôm bữa tôi làm chuột chiên sả ăn ngon nhất cái nách quá. Bữa nay chiên đùi gà cũng ớp sả luôn, ăn thử coi nó làm sao nha, có ngon không. Rồi đùi gà ớp xong á để cho thấm trong vòng 15 đến 20 phút. Rồi cái mới bắt cái chảo lên nè, cho vô xíu dầu ăn rồi bỏ hai cái đùi gà lên chiên. Bữa nay chiên đùi gà nó không có dăng giống như chiên chuột nha. Rồi hai cái đùi gà của tôi chiên nó sắp khét luôn rồi nè. Nhờ hên nghe được cái mùi nó thơm thơm, quay sang coi thì hai cái đùi gà nó chín vàng khè hết trơn rồi nè mọi người. Giờ là bớ thêm tô cơm trắng rồi để hai cái đùi gà lên mình ăn cơm nha. Ta nói cái đùi gà mà tẩm ớt chiên kiểu này ăn ngon cực kỳ nha mọi người. Lần đầu tôi làm thử đùi gà mà chiên ớt sả luôn á. Tại bữa làm chuột chiên sả ăn ngon quá ngon rồi. Bữa nay còn dư miếng sả nè, chiên đùi gà cớp vô chung luôn để chiên. Ai về đâu ăn chung với cơm dính dữ lắm luôn. Mà có cái đùi gà này không phải là gà vườn, cho nên là ăn nó không có dai dai, nhưng mà ăn nó cũng ngon nhất cái nách lắm á nha.